Ui mà ơi. Xin chào tất cả các khách hàng yêu quý của DK Eyebrows and Beauty. Rất vui được gặp lại mọi người trong livestream ngày hôm nay. Và trước màn hình ống kính máy quay của chúng tôi là một vị khách hàng đã lặn lội từ rất xa để đến để trải nghiệm dịch vụ laser Picomax ở tại DK. Thì chị ơi, chị có thể giới thiệu qua cho mọi người biết chị tên là gì và chị đến từ đâu được không ạ? Chị tên là Ngọc. Dạ chị vâng. Đến từ Mộc Châu, Sơn La. Dạ vâng. À, mày mí của mình thì mình đã làm được bao lâu rồi ạ chị? Mí chị làm lâu lắm rồi, chị chẳng nhớ nữa. Ngày dạ, vâng. Chị mới mới di lại được 2 tháng, còn làm cũng làm lâu lắm rồi. Dạ vâng, à, mình có cái điều gì không hài lòng thì lông mày của mình lại muốn để chị thấy nó đậm màu ạ. Dạ vâng, nó đậm lắm. Dạ vâng, vậy thì em xin mời chuyên gia bắt đầu thực hiện laser mày mí cho khách hàng. Chị bắt đầu nhé. Dạ vâng. Vùng da mí là một vùng da rất mỏng và nhạy cảm cho nên là sẽ phải yêu cầu rất là tuyệt đối về tay nghề của chuyên gia cũng như là kỹ thuật. Và cũng như là công nghệ laser, và với siêu laser Picomax thì có thể xóa được cả vùng da mí nhạy cảm nhất mà không hề gây tổn thương đến da của khách hàng mọi người nhé. Tia laser thì sẽ chỉ tác động vào gốc mực thôi ạ. Và sau đó thì sẽ gốc mực sẽ được đào thải ra khỏi cơ thể qua đường qua hệ bài tiết. Chuyên gia, với tình trạng mí của khách hàng thì đã làm lâu như thế này thì bắn liệu trình sẽ là bao nhiêu lần thì sẽ hết sạch được ạ? Đối với cả những cái gốc mực mà làm lâu năm ấy thì dạ, vâng. Khoảng tầm 2-3 lần hoặc là 3-4 lần hút gì đó dạ, vâng. Nó sẽ hết. Dạ, vâng, vậy xin mời chị tiếp tục thực hiện laser lông mày cho khách hàng. Chị ơi, trong quá trình laser mí thì chị thấy thế nào? Có đau quá không ạ? Nó hơi châm chích thôi, vẫn chịu đựng được. Tại vùng da mí thì nó sẽ nhạy cảm hơn. Còn với cái mức lông mày mà mới làm mà động như này thì nó cũng sẽ hơi châm chích một chút ạ. Như mọi người có thể thấy thì tia laser đi đến đâu thì mực nhạt, hầu như là nhạt đi rất nhiều và không hề tác động đến vùng da của khách hàng và cũng không hề làm cháy hay là trụi lông mọi người nhé. Và hiện tại thì liệu trình laser mày môi mí ở tại DK đang được giảm giá rất là sâu, ưu đãi lên đến 30%. Vậy nên là những ai mà đã làm lông mày, làm mí mà có tình trạng mực đậm hoặc là gốc mực bị trổ xanh, trổ đỏ thì laser Picomax đều có thể xử lý được ạ. Đó, quá trình diễn ra rất là nhẹ nhàng. Chị ơi, chị cảm thấy thế nào khi mà laser lông mày ạ? Cũng bình thường. Dạ vâng. Không ấy bằng mí dạ, vâng. Thì nó sẽ châm chích hơn một chút. Nó chỉ châm chích thôi. Và chị muốn xóa sạch để làm lông mày mới đúng không ạ? Hay là chỉ hạ tông lông mày ạ? Chị xóa để làm lại bên mình á. Dạ vâng. Vâng, vậy thì khán giả hãy đón chờ để xem kết quả cuối cùng của chị khách hàng nhé. Và bây giờ thì chuyên gia đang bôi kem tái tạo để giúp tái tạo lại vùng da vừa mới laser xong cho khách hàng. Kem tái tạo này thì có tác dụng là giúp đẩy nhanh gốc mực lên. Bây giờ thì mới xóa xong nên là gốc mực đã nhạt đi rất nhiều, nhưng mà khi về nhà sẽ còn đẩy hơn nữa, đẩy lên nữa. Và chuyên gia sẽ tiếp tục là laser tiếp. Và liệu trình một lần laser mày sẽ là từ 7 đến 10 ngày, còn mí thì 14 ngày ạ. Đó, em xin mời chị kiểm tra kết quả. Ngọc mở mắt ra đi. Vâng, rất cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream ngày hôm nay. Tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong những livestream tiếp theo.